Hello các bạn, Hôm nay thì mình đi dạo cái vùng cái này cái park ở Caroline Stream. Ở đây khu vùng nhà ở đây đẹp lắm. Một cái khu phố thấy nó rất đẹp, có nhiều nhà có màu màu cam màu đỏ kìa. Nó chờ quăng bánh mì xuống nè, nó tới nè, thấy không? Vịt nè. Cái con chim gì cái đầu đỏ đỏ đây ta? Vịt trời hả? Đây là cái hồ nước nè. Xa xa kia là có cái cột nước nó phun lên. Bây giờ là mình sẽ đi một vòng xung quanh cái hồ này, đi chơi tham quan cảnh một buổi sáng trời mùa thu, thấy nó yên bình quá các bạn. Nhà cửa thì phía trước thì có một cái hồ, có cá nữa nè, cá màu hơi, cá nhỏ 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 nhỏ, con cá gì đó chút chút à. Rong cũng nhiều lắm. Thì đây là cũng những cái con đường này dành cho người đi bộ nè, chạy xe đạp rồi trên này luôn. Cái hồ này rong nhiều là do mình nghĩ là thứ nhất là nước nó cũng cũng ít. Thứ hai nữa là cái hồ đây nó không có chảy, hồ đây nước đọng đó, giống như mưa nhiều thì nước nó nhiều mà mưa ít thì có thể là nước ít, cái nguồn nước ra đây cũng ít lắm á, cho nên nó cái lượng rong, cái độ phát triển cho rong rêu nó mọc thì nó nhiều. Phía bên kia, phía bên kia có cái trụ, có cái giọt nước đẹp nè, rồi dãy nhà nữa. Hay à, hay à. Nhìn kìa. Đây có con chim miền rừng tắm nắng này. À, phía kia ở ngoài đường thì có hai người lớn tuổi, người ta đi chạy chiếc xe lăn bằng điện đó.
Ở trên này nó có một cái giống như là cái sân khấu, không phải cái sân khấu mà cái bờ thành để cho người người ta đi ngồi trên này nè. Đó, người ta ngồi trên này, người ta thường ngắm cái hoàn cảnh ở phía trước. Có thể là ở dưới này có vài cái dòi nước nào đó nữa mà người ta chưa có hoạt động thôi. Nhìn cảnh quan trời xanh có mấy cái màu sắc này đẹp quá. Bây giờ mình đi xuống dưới phía dưới kia. À, ở trên đây người ta bán cà phê, bán đồ ăn sáng nè, breakfast nha, trên kia. Beer garden rồi nữa kìa. Đây là lý tưởng để cho gia đình đi ra ngoài trời ngồi ngắm, ngồi thư giãn nè. Chắc trẻ con nó đi chơi. Mấy đứa nhỏ nó cho vịt cho chim nó ăn. Hello. Vui. Kìa kìa, nó thấy có ăn nó chạy kéo một đoàn nó đi. Vui quá. Nó đang chạy, nó đang theo theo miếng mồi một mấy con nạp theo rồi. Nó đang thấy người á, nó đang thấy người cho ăn, nó kéo. Ồ, đen nước luôn đó. Nó đi một đàn luôn. Nó đi một đàn luôn, giống như là dễ thương quá. Vịt đen không. Nó lên nó tập kết ở trên kia kìa đó. Mấy đứa nhỏ nó cho thức ăn đó.